là 7 chén một cây. Dạ. Rồi trong thân nó là hai chén nữa. Tính ra là tới bữa nay là 10 mấy tháng. 18 tháng. Đúng 18 tháng. Bầu mình không có nói hồi ngày đặt tới giờ là 18 tháng. À, lúc tụi con ra bầu cho thím ba là trừ ra ha. Là trừ ra không có nói. Lúc nói ngày đặt thôi. Dạ. 18 tháng rồi chứ mấy ngày nữa mới 18 tháng này. Dạ. Đặt xuống ngày năm. Chà là này, chừng nào mà tới tháng 12 được 2 năm nè. Tháng 12 được 2 năm. Ừ. Lúc mình lấy thì trong cái cốc nhỏ xíu, bây giờ vậy đẹp rồi ha. Rồi mình đem ra mình bầu 2 tháng mấy mới được đặt xuống làm cây nước thì chưa nổi rồi hết rồi đó, mới được đặt xuống. Tổng diện tích ở đây là biết nhiêu rồi, khoảng 200 cây vậy, hết luôn á. Hết luôn là 200 cây. Đó đó. Rồi mấy cây này bị người ta gạt rồi tính sao? Rồi mới bứng đem ra trồng bìa cái quay lại cái chết hết trơn. Đúng rồi, thằng này bứng lên mất sức lắm thím ba. Mình nghĩ là gì nè, mình nghĩ là mình bứng nó lên cây này giống cây dừa, nó không chết, ai hỏi chết chứ. Đúng rồi. Người ta 7 cây bứng mà còn có 1 cây. Ủa rồi mấy cây này người ta tính với mình sao thím ba, mấy cây như mình bị gạt đó. Tới bây giờ thím ba chưa đi tới nhà nó. Dạ. Chết hết một đống đó mà cũng không có đi lại nhà nó dưới, nó làm giấy nó để bảo đảm đó. Rồi quay lại mình thấy cũng có mấy chục triệu đâu. Rồi dạ. Bỏ qua tới đó để xuống coi nó nói sao với mình. Dạ. Nó không có làm hung làm hồi dữ gì đâu, kệ mẹ nó đi. Dạ. Nhà ủa cây nào ra bông hết bác ba? Ra bông đằng đây ha. Năm hình như bữa hổng con nghe bác ba gái nói có bông được ba cây đúng không ạ? Có bói rồi ha. Đi vòng bên kia. Dạ. Nữ tướng ra lệnh hả? Gì em nói là chùa. Chùa bà. Chùa bà. Đó. Con của bác ba gái nói bác ba gái là chùa bà, là nữ tướng ở đây nè mọi người. Mặc đồ này thiết kế tất cả các này là cũng là bác ba gái thiết kế, nhưng mà thiết kế này thì nó hơi bị sai một tí. Ha, mặc đồ này thì hơi dày đúng không anh? Hơi dày, nhưng mà trước khi á mình có tư vấn cho bác ba rồi, nhưng mà bác ba thích. Bây giờ không có thay đổi được ý kiến của chủ vườn nha mọi người. Bị gì lậm phân hả anh? Ba Hi. Cái kéo trên xe mình còn không? Rồi, chủ vườn là một nữ tướng nha, người quyết định mọi việc trong nhà nha. Và người quyết định trồng trà là cũng là bác ba gái luôn nha mọi người. Ở hàng này của bác ba được trồng 18 tháng nãy bác ba có nói rõ rồi đó, từ trong cái cốc ra ha. Giai đoạn nuôi là con là người bác ba bắt lên là phải gõ ra từng cây nuôi bầu cho bác ba. Thì bây giờ bữa nay bổ sung thêm cho bác ba một ít cây nữa và lên thăm lại cái vườn ha, xem hôm nay nó phát triển như thế nào. Rồi trong vườn này thì Khonasi của bác ba gái trồng mới 18 tháng, gõ ra từ cốc thì có một số cây nó đã có bông bói rồi. Một số cây Khonasi nó có bông bói. Đây con sẽ di chuyển lại những cái cây có bông bói để quay cho cô chú anh chị mình xem. Già rồi đủ thứ bệnh. Ủa bác ba, bờ này có bông hả bác ba? Đây nè, hả? Bờ bìa có hoa. Đi xem cây Khonasi 18 tháng có hoa bói nha mọi người. Đó. Dạ không được đều lắm hả bác ba. Nhưng mà có 3-4 cây lận bác ba gái, nó có 3-4 cây có trái lận. Chừng trái nổi trên luôn nè.
Ủa, thụ phấn gì mà đậu vậy trời? Để con quay. Nhớ là bữa đó mình có đưa phấn lên cho bác ba không? Bác ba. Ủa không có bọc bẹo gì chứ vậy hả? Xin ơi, cái cầu này con bước qua được không ta? Dạ. Đây, Khonasi 18 tháng có bông bói. Có trái bói luôn nha mọi người. Đây nè. Có kết quả luôn nha mọi người. 18 tháng. À, nhưng mà cái này là không có thụ phấn. Không có thụ phấn nha mọi người. Trái này không có thụ phấn. Hơi chói nắng và video nó hơi tối một tí xíu ha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị nào á muốn trồng cái trà là cái mô này thì liên hệ với con nha. 0945707848 nha cô chú anh chị mình ơi. Con thì video con ra cũng nói chung là cũng không có giống các bạn, làm nó không có được chỉnh chu. Xong rồi bên phần quảng cáo thì con cũng không có mạnh bằng các nhà vườn khác, các anh chị khác. Nhưng mà việc thật, người thật, việc thật là cây thật. Con bán hàng là hàng mô nha cô chú anh chị. Cây bên đó nữa đó anh. Cây bên đó cũng ra bông nữa đó. Được DVD nữa đó. Ra quá trời bông luôn đó. Bác ba không có lấy phấn thụ sao chạy. Dạ. Đợt nè, đợt này đang ra 1, 2, 3, 4, 6, 7 cái bông luôn mọi người. Điện thoại em nó tới thui rồi. Nó bị chó nắng. Đợt DVD. Quá trời bông. Quá trời trái. Ô bên đó đậu được chùm trái nữa. Ôi bác ba lúc đó không có thụ phấn. Dạ. Chùm trái nữa kìa. Khonasi lúc này là bác ba lấy cái cây nó gãi ra lá gai nằm trong cốc nha mọi người. Thả xuống trồng chỉ trong vòng 20 tháng là bắt đầu nó có hoa nha. Nay lên tới vườn mới biết được. Xình rồi. Mang dép lào mà cũng không xong nữa. Chết rồi. Đây trụng nữa nè. Dạ. Con nghe bác ba gái nói 3-4 cây có bông. Đây bác ba trai nha. Chủ vườn. Bên đây nó có con chùm nữa nè. Vườn thứ này rồi. Ngoài vườn. Nói vườn nữa. Theo chân con nha. Cái này trà là bị người ta gạt nè. Mua trà là kiển xong mới biết tới kiều thì đã mất mấy chục triệu rồi đó mọi người. Không? Những cái cây đó là những cây trà là kiển. Ha. Thêm bà bứng và trồng. Giờ chỗ tới, giờ chỗ lui xong nó chết. Còn những cây mà như cây trà là kiển này. Lá nó sẽ nhặt hơn nè. Đó. Cây này thì thêm bà để cho nó ra trái. Đằng sau này nói chuyện với cái người bán. Ha. Đó. Ôi trời ơi. Còn một số cây nhỏ là bác ba bổ sung ha. Bên con bổ sung cho bác ba thêm. Còn đồng lọt thì trồng khoảng 170 cây. Sau này có bổ sung thêm. Và hiện tại bây giờ vườn gần 200 cây ha. Dạ. Ủa dạ. Khu này là khu Khonasi nha. Còn khu trên là Ba Hy. Khonasi hôm nay thì con mới phát hiện là nó sớm trái. Thứ nhất, trái nó lại ra lai rai, quá sướng. Còn Ba Hy thì nó có vụ nha cô chú anh chị. Nhưng mà cây nào cũng vậy. Nó có đều có ưu thế riêng hết ha. Đây. Cái lép này nó không có cái hộp cái chồng. Đúng, nó không có thụ phấn mà anh. Nó không có thụ phấn rồi, làm sao nó có cái hộp. Đó, thằng đó, thì lao bên đây nữa nè.
nè. Được 3-4 cây vậy lận, nghe bác ba nói 5-6 cây luôn. Konashi ha, 18 tháng từ ngày bỏ xuống đất nha. Nãy nghe bác ba nói vậy. Bỏ xuống đất rồi 18 tháng phải không bác ba? Ủa lúc con gõ bầu con nuôi cho bác ba là mấy tháng sau mình mới trồng ta? Mấy tháng nó vừa rồi. Đây nè, trái bói hết rồi ha. Tính ra chất lượng nha. Tính ra một cây đực hồi nãy nó ra một chục bông luôn á anh. Đây là trái Konashi không được thụ phấn. Nó không có hạt nha cô chú anh chị. Dạ, không được thụ phấn mà không có hạt. Đây nè cô chú anh chị ha. Thấy chưa? Quá wow, trời đẹp. Rồi. Chào mọi người nha. Cô chú anh chị coi kênh, đăng ký kênh giùm con nha. Like và chia sẻ kênh luôn. Cây đực nè. Hai cây ha. Rồi, con chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video gần đây nhất.